cái package ngày hôm nay Hồng Sâm dùng cho cái tiệm này, thiết kế tiệm này là package Prestige, rất là đẹp. Nó cũng tương tự như là cái Elite, nhưng mà cái Elite thì nó gồ ghề hơn một tí, cái này nhìn nó gọn hơn. Màu xanh là màu blue glaze. Cái loại da này nếu quý vị xài thì quý vị không phải lo là nó bị hư hay là bị acetone ăn hay là bị dơ. Mặc dù nó màu sáng nhưng mà tại vì cái này mình có thể lấy acetone mình chùi nó không bị gì hết. Cho nên những cái màu sáng của công ty Luxon với những cái mẫu ghế này, linen ultra leather, thì quý vị không phải sợ phải lo gì hết cho những cái mẫu mẫu màu tươi. Thì tất cả cái ghế này nó đều có đi với hệ thống Autofill, như là quý vị vẫn nghe Hồng Sâm nói là Autofill là hệ thống mà tắt nước không có sợ bị tràn, mình cứ bật lên cái là tự động đầy nước lên, là tự động bật cái massage cho mình luôn. Và nó có hệ thống Aurora Ball. Hôm nay Hồng Sâm bật cái màu xanh này tại vì là làm tông biển cho nên nhìn nó cho nó fresh. Rồi cái gối nâng chân này thì là lúc mà mình chùi mình chà chân cho khách á, thì mình mới để cái này lên. Có một số người hỏi là ồ chị cao gì sao tôi làm, cái này không phải là cái chỗ lúc mà mình đang làm chân mình dỡ lên, mà lúc mà mình chà chân thôi. Chẳng hạn như mình ngồi như thế này mà người ta thay vì mình chà chân thì phải bưng lên đúng không, thì bây giờ mình để chân về cho thợ họ chà chân cho khách, không có phải bị bưng cái chân cho nó nặng. Rồi cái ghế này cũng vậy, nó có hai cái ventilation hai bên, cái chỗ hút hơi. Nếu mà chỗ tiểu bang nào mà cần mình mà phải theo luật là phải có ống hút, thì Hồng Sâm thấy có rất là nhiều tiệm á, họ phải chạy cái ống hút xuống ở chỗ cái chân này rồi để hút ra. Nhưng đặc biệt công ty Lexo đã thiết kế cho mình là có cái hộ cái hai cái lỗ sẵn rồi để hút hơi ra, mình muốn cần thì mình chỉ có cái ống phía sau luôn, mình gắn vào tường là mình hút hơi ra. Bàn nail của công ty Luxor cũng vậy, cũng đã có những cái lỗ để mà hút hơi sẵn cho quý vị. Thì khi quý vị muốn thì quý vị chỉ gắn vào cái máy của quý vị có để hút ra thôi. Đó là cái package ngày hôm nay Hồng Sâm làm là 16 ghế và 14 bàn của công ty Luxor.